các bạn đã rất cảm ơn anh qua nhà Chino. Hôm nay là mình sẽ làm một cái dự kiến gì đó, nhưng mà hôm trước là mình đã cho con rùa vàng của nhà mình tiên tri cái kiểu là đội bóng Việt Nam với lại Ả Rập Xê Út rồi các bạn. Rồi ok, hôm nay mình sẽ dọn đồ xuống để mình coi, nhưng mà để mình cổ vũ á, nhưng mà mình không có quay cái lúc mình coi được, bởi vì mình sợ bị quản quyền trên YouTube với bạn. Nên là bây giờ mình sẽ đi lên nhìn đồ nha. Let's go. Nè nè nè. Đi lấy đồ là đi lấy đồ. Bây giờ mình sẽ đi vô phòng của nha. Đây chính là giường ngủ của mình, còn là giường ngủ của mình nó bự hơn giường ngủ của mình ấy á, nằm chết rồi. Ôi giờ mình sẽ đem được xuống nữa. Theo mà trước tiên là phải đem gói xuống, không có gói sao mình nằm. Gói nè, một cái gói. Tiếp theo là gói ôm. Gói này không ai biết mình được. Tất nhiên là không ai biết mình đúng không? Rồi bây giờ mới còn mình thích ít, thích nhất luôn. Tại vì mình làm một cái thứ không? Con cú rồi con chó rồi cũng năm được con gà. Ôi, đem hết trên giường mình luôn. Trời ơi, không biết đem xuống luôn hết trơn luôn. Này là cái hạ đất sắt. Đơn giản cô đơn. Mình có nguyên một sở hữu luôn nha các bạn. Đây chính là một nguyên một sở hữu có quan. Rồi. Hồi trước mình đã review mấy con này rồi nha. Con này là con chó bự nhất. Con cùng là chó gì đó. Không biết là con gì luôn. Chúng con mình đem xuống nước trước ta. Ôi, sợ té quá. Đi. À, đi chứ không nha, coi chừng chút nữa. Ghét té lọt hay là gọi là rất là quý. Từ chưa. Cho con mẹ đi. Cho con mẹ chụp băng nè. Ê, mày không phải là chụp băng mà đó là cứ gọi là chụp cho con hay. Xin chúc gì ai? Bầm ba u già. À em té ra của mèo. Đánh ra. Đẩy con này xuống. Chẳng chiến đẩy. Ui ui ui. Chưa có ba em té quá. Chết luôn. Ui chi. Ờ sẽ bỏ đi. Mình sẽ làm đi. Bắt đầu trận chiến đợt 2. Đi về nước Việt Nam. Qua Ả Rập đi lấy đồ. Về nước Việt Nam. Dạy lại đi qua Ả Rập đi. Lần cuối cùng chúng ta cũng ghé về là
coi trên đây. Chúng ta về Việt Nam mà chúng ta coi trực tiếp trên TV, còn với chúng ta mà về Ai Cập trên đây chúng ta phải coi trực tiếp với trên khán đài. Mà khán đài là khán đài ảo mà. Chắc vậy không có ai đi hết. Bây giờ mình sẽ sắp xếp nha. Trước tiên là phải bỏ cái con bự ra, xong rồi sau đó mình sẽ trái nó cái mình xuống. Việc sắp xếp này hơi lâu, chắc khoảng tính là 1, 2, 3, 4. Thôi bao nhiêu cũng được. Chỉ cần không mình được coi. Ê, mình bói xong thì cũng được nữa. Chứ giờ tụi mình không biết chuyện nữa xong. Ủa con chắc phát bên đâu rồi ta? Chết rồi. Đó. Rồi. Rồi hết rồi này. Mình đi, mình bình thường là hai trái. Ai là cái bút ít bị chết thôi con đi. Trái của mình thôi. Cái này mình làm cho em được chứ được. Thôi đó, làm đi. Chứ tối tụi mình ăn kịp là. Hồi tối tụi mình trói ha. Ăn mực ăn ít luôn. Rồi. Đi trả đi kìa. Mình hồi đây mình trả rồi đó mà. Chị mình không biết cách tự nhiên mình hết nữa rồi. Chị mình bắt mình lại. Ê dâu đây ơi. Khổ. Vì chính là cái của mình nè. Thôi nó làm đi đó. Cứ lên thì làm thôi. Cứ lên sàn xí rồi. Tụi mình giờ mới suy nghĩ lại một câu chuyện mà không ai mà. Tụi mình đâu có già đâu, tụi mình rút mày. Ờ, tụi mình phải làm đây. Cái hết xuống. Tụi mình là những người đột nhất đến đó. Chắc là trong cái tết. Ôi, bây giờ lấy cái gói thành cậu hôn cao cổ nè. Cậu hôn cao cổ nữa rồi. Cách gì? Ờ, để xíu. Đây là phòng của ba mẹ mình nữa, hay đi làm. Hai phần hai của mình nữa. Ê, đây 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 ừ. Xuống đây cô Vũ hay xuống đây ngủ vậy? Chắc là xuống đây ngủ rồi cô Vũ. Đúng không? Chắc vậy. Chúng ta phải đem cái mình căn phòng này mới đủ. Nên mới được gọi là ngủ và cô Vũ. Dạ, ui, ui, đang là thằng nào. 1, 2, 3. Lo làm đi ba mẹ ơi. Không làm chắc đến ngày mai cũng chưa xong. Cái em này, để trên đây đi. Cô con thỏ thì để xuống dưới. Một đống nợ luôn nha các bạn. Rồi cuối cùng thì cũng đó xong. Ôi rồi cái em á ra lên ba mẹ ôm nó luôn. Ừ để ba mẹ ôm đi. Ờ con có mẹ mình ha. Ờ để cho mẹ ôm chúng ta đứa con thiếu bảo. Mệt quá. Đã xong. Thôi nãy giờ mình cũng đã làm. Mọi người nãy giờ tụi mình là đem xuống mấy con này đã mò rồi không biết. Cậu hủ Việt Nam đá mờ hay không nữa mà trời tối ở bên đó là 45 độ C lúc mà 9 giờ đó các bạn. Không biết hỏi xong rồi nếu mà mình mong là tỷ số có thể ít nhất cũng phải hòa hoặc là chiến thắng là hơi bị vui xuống. Ủa vậy? Bưng đá mờ thì mà sao còn ưng đấu với chị đá mờ? Hơi bự. Con gấu, con gấu. Con chó mà. Chào các bạn nha, mình tên là gấu. Chó mà. Cái lộn mình tên là chó gấu gì đi. Rồi gấu chó. Mình nghĩ là mình mong là tối nay cầu thủ Việt Nam sẽ đá được ít nhất là thắng hoặc là hòa nha các bạn. Việt Nam cứ lên, Việt Nam cố lên. Việt Nam cố lên, Việt Nam cố lên. Ôi mình mệt quá, bây giờ hôm nay bây giờ mình sẽ ngủ bù cho tới 1 giờ mình sẽ dậy nha. 1 giờ mình sẽ dậy. Ngủ thôi. Mình tắm rửa rồi mình chuẩn bị nha bạn. Đó nãy giờ mình là
từ sáng giờ làm gì rồi đó. Rồi đi muốn các kiểu xuống rồi đó. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ bấm like đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho mình nha. Nhà chơi nào, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào những video giờ. 1 giờ mấy ta? 1 giờ. 1 giờ sáng ngày 3 tháng 9 nha. Bye bye. Mình chuẩn bị thôi.